cực kỳ sướng luôn khi mà đánh chui. Ui bóng hàng nha em ơi, ui đang đang dưới mồi nha em ơi, vượt vượt vượt, wow, ui phế chưa anh em ơi, đây rồi, ui trôi trôi rồi anh em ơi, hàng rồi, mày chạy đâu em ơi, ui giời, chờ mãi, trôi trôi đỏ chỗ anh em ơi, đây rồi, ui trôi trôi rồi anh em ơi, hàng rồi, mày chạy đâu em ơi, ui giời, chờ mãi, trôi trôi đỏ chỗ anh em ơi, ui giời ơi. Ôi giời, anh em nhìn này. Con này quá nhìn không phê chưa? Chú đỏ chưa? Chờ mày mãi. Đây rồi. Ui, hàng hàng đấy nha em. Ui giời. Hàng to, hàng to. Chú to anh em ơi. Ui giời. Hàng to rồi, hàng hàng rồi anh em ơi. Ui giời. Đây rồi. Ui, hàng hàng đấy nha em. Ui giời. Hàng to, hàng to. Chú to anh em ơi. Úi giời ơi. Hàng to rồi, hàng hàng rồi anh em ơi. Úi giời ơi. Mày chạy đâu em ơi? À nhà con này bự, con này bự, con này bự. Úi giời ơi, đóng này. Mày hai xe nó cho anh em quay trở lại với Phương Thảo Phát Sinh. Trời nắng ấm. Ta đi quất con cá về rán anh em ạ. Nắng quá, này nắng ơi nắng luôn, em đang ra đồ nhưng vẫn phải cắm ô mới ra được đồ. Nó mới qua 6 giờ 30 sáng các bác nhá. Ở bên này thì xe cổ ta chạy ổn quá. Đang ở trên đường D anh em ạ. Thường những thời tiết nóng bức như này anh em nên đi câu vào buổi sáng sớm nhá. Sáng mà cái mùa hè này chỉ câu từ khoảng từ 6 giờ 30 đến tầm 10 giờ là cá nó vã cắn rồi. Còn chiều thì anh em phải đi từ lúc 3 rưỡi 4 giờ câu đến 7 giờ tối rồi. Còn đâu anh em đi sớm quá ra ngồi nó nắng cá cũng chẳng ăn đâu, ngồi nó mất công. Đây em đánh bằng 46T gọi 10H anh em ạ. Đi ra gãy mấy cá rố mà mới có được cái con hàng nào nó ngon. Đấy. Trời nắng lắm. Ôi. Lắng vỡ cả đầu rồi anh em ạ. Xuống nước mây mông này mới có con hàng nào không. Sợ thật ấy. Trời nắng chang chang. Đây hành trang trời nóng bức của em anh em này. Hai chân nó khoáng lạnh luôn. Đấy cái này mới chống chịu được với cái thời tiết nắng nóng này. Hôm nay đánh một ủ chua đã được khối chuối. Tàu em toàn chơi ủ chua chuối này. Này các bác đặt hàng thì thông cảm nhé. Nhiều hôm nhiều bác đặt hàng trước rồi đấy. Cọc trước thành ra là em làm không kịp cái mồi, ủa mất thời gian lắm. Nhiều bác mới vào cứ hỏi bán mồi, không có mồi bán. Nên làm cái này nó lâu. Đấy anh em thông cảm. Ôi, câu 6. Úi giời, anh em nhìn cái địa điểm nó ngon không? Đây em đang đứng trên sườn đồi của bờ đê anh em ạ. Thả cái thính cho cá nó vào các bác nhé. Úi giời. Đấy, cho cá nó bầu tụ vào. Mãi chưa thấy con nào bỏ sao nha.
tiếng đồng hồ chưa qua này, làm phải sao thì cho nó tí thính đây. Tiếng đồng hồ chưa qua này, chưa thấy con nào vào, nghe nó hơi mèo mèo. Thính anh thả các chú vào đây. Câu cá cái mùa hè này đi nó nắng nóng nên cá nó ít ăn. Hôm nào mà anh em thấy trời nó nắng khoảng 2-3 tuần liên tiếp mà nó mưa một cơn ấy, cái hôm trời mưa ấy, đi câu nhẹ nhất. Cái nắng này cá nó ít ăn ấy. Úi dồi ôi, bóng hàng anh em ơi. Uầy, anh em nhìn em. Ui, phí chưa. Đây anh em này. Ui, có nhìn này. Đây lý do sao anh em săn hàng chỉ nên đánh tứ hoặc tam anh em. Có bao nhìn này. Đóng ăn vấy mới đau đầu ấy. Đóng xuyên hai vảy luôn, cái này cho đóng vào đuôi này. Đóng vào mồm chết ngay. Bao nhìn sợ nhá, đóng hai vảy của nó này mà không thủng. Tứ của anh nhá. Đã màn thật, tiếc quá. Chờ mãi là con hàng vào mà ăn ngay cái vảy. Quả em vật giặt căng phết ấy mà đóng vào hai vảy. Cái này đóng vào đuôi. Tiếc thật đấy. Đấy. Đấy, cái cá cứ tầm trên một cân thì anh em phải chơi tứ nhá. Dưới một cân thì chưa ngũ. Làm đánh tứ thì hầu như đồ phì bé bé cũng nên hết, chưa thấy nọt phát nào. Tứ này đôi khi nên 2-3 con phát. Ui gặp con hàng ngon quá mà đóng phát được ăn hai vảy đâu, con này chắc đóng một đuôi rồi. Cái này mà lít vào mặt là chết ngay. Quá Phật tương đối là căng đấy. Rồi. Ui, trôi trôi rồi anh em ơi. Hàng rồi. Mày chạy đâu em ơi. Ui giời. Chả mãi, trôi trôi đó chứ anh em ơi. Đây rồi. Ui, trôi trôi rồi anh em ơi. Hàng rồi. Mày chạy đâu em ơi. Ui giời. Chả mãi, trôi trôi đó chứ anh em này. Ui giời ơi. Ôi giời. Anh em nhìn này. Con này quá nhìn không phê chưa. Trôi đó chưa. Chờ mày mãi. Hàng cá sông tự nhiên này nó tuy hơi bé nhưng mà chất lượng anh em ạ. Lên, cậu phát lên luôn. Anh em nhìn 46T em lít luôn. À anh em ơi, đấy đóng hàng phê. Út sao. Qua nhìn là nó hàng cá trôi có phê không? Sông tự nhiên lên cái giống này tuyệt vời luôn đấy. Còn đầu tiên của em thì chờ đến hơn 2 tiếng là của bong mất con. Nhìn về sau thấy cái tăm này em biết là có hàng vào rồi. Tuyệt vời quá. Đây anh em nhé. Wow, đồ cá phê của anh em ở chồi thiên nhiên nhé. Ui, trông đậm đạp quá. Phê phê. Được cái túi này của em nó dài ấy, thì lém nó xuống được. Chân tay vẫn là run anh em ạ. Ok. Cắm nó vào đấy các bác nhé. Tuyệt vời luôn. Đã đời. Wow. Anh em thấy con nó đi có sướng không? Đóng phát lên này. Tuy nó là cao hé nhưng cá trôi kéo nó là sướng luôn các bạn. Phê quá. Mồi chua đánh trôi không có gì bằng. Đã đời thật. Anh em thấy giật lục có phê không? Một phát là đóng là lên luôn chứ không phải suy nghĩ. Rồi cái cây cần của em nó khỏe nữa. Cộng mới thêm quả bàn mồi chua nó nhẹ mới trôi.
Nói chung là anh em câu tất cả các loại mồi, mà nếu bác nào mà bảo là có các loại mồi đánh nhạy hơn, đánh trôi mà nhạy hơn mồi của chua của em thì em gọi là cụ luôn. Cực kỳ sướng khi mà đánh trôi. Ui, ui, bóng hàng nha em ơi. Ui, đang xem mồi nha em ơi, vượt. Wow, ui phế chưa anh em ơi. Ê, các bác nhìn chưa, một lên cả vượt này. Đã đời chưa? Sợ thật đấy, em đang cơ dê. Ui, con này khỏe lắm, cá vượt khỏe lắm anh em ạ. Này, ui, cá vượt nó khỏe chưa các bác ơi? Đang cơ dê, lên. Wow. Ui, các bác nhìn thấy, em đang thử mồi. Đang thử mồi, cũng cái tầm này tầm 9 rưỡi, cá nó ăn mạnh thế. Ý giời, anh em nhìn cá gầy nó thon gầy chưa? Cá lai nó phê này các bác này. Cá tự nhiên con này về mà có hai thằng mà cho vào nướng bia đấy, phải tuyệt vời không? Các bác nhìn chưa? Chém, trong miền Nam thì các bác hay gọi là cá chém, nhưng mà miền Bắc thì em gọi là cá vược. Ui, nó phê thật các bác, con này tí về nướng như các bác nhá. Bé này mà ăn cực kỳ chắc thịt luôn, đây là cá sông thì đánh ăn nó sướng lắm. Ok, cho vào dọa anh em ơi. Ôi phê. Xuống cái nó lịch luôn, sợ thật. Wow. Ôi không ạ, wow. Về với anh. Anh về đội của anh, tuyệt vời. Đá quá. Các bác thấy chưa, cá chẽm nó ăn mồi bột dã man chưa. Mồi này đấy, đúng là gọi là mồi ủ chua thần thánh các bác ạ. Sướng thật, vừa thế cái nó lích luôn. Phải qua nhà phải rê cái lích ngay mới sợ chứ. Đã thật đấy. Ô, thằng này con chó đẹp thế nhỉ? Đẹp luôn đấy. Nhà này chắc nhà đẻ được à? Vâng, chó nhà nó đẻ. Được mấy con này? Được 7 con chết 2 con. 7 con chết 2 con. Xem con này ngon nhé. Cái chỗ này là chỗ nào không nhỉ? Chỗ này là ở đầu sông Bạch Đằng. Đầu sông Bạch Đằng. Ở sông toàn nước lợ, nước nó đục thật. Đẹp quá các bạn ạ, nhìn sông dễ thương nhá. Cái đoạn sông này có người đến câu bao giờ ở trong? Có nhiều ạ. Nhiều á? Người ta câu được nhiều cá không? Không câu được nhiều. Nhiều. Cái đây có câu con to nhất là mấy con? 5 cân. 5 cân cơ? Vâng. Cá gì? Cá vượt chấm có hết. Vượt, dã man nhỉ. 5 cân, 5 cân câu sướng lắm. Ở đây cầu con vượt 5 cân rồi anh em ạ, dã man thật. Con chó trông đẹp cho các bác ơi. Chú vừa lên được có hai con, một con vượt nhỏ với con trôi. Con vượt tiện nó đang thả lưỡi, nó đè nó nít luôn. Đấy, ủa các bác nhìn thấy có tí hiệu chấm nhấp tăm tăm nhỉ. Rất là nhỏ nhẹ luôn, không biết là cái gì. Đôi khi kiểu nhấp vớ vẩn này lại là hàng đấy, không chứ không phải là cá nhỏ đâu. Nhiều con to nó rất là khôn. Đấy các bác nhìn chưa, mút đấy. Mút. Đây rồi. Ui giời, rô phi anh em ạ. Ui giời, rô phi to phết. Đây rồi. Ui dồi ôi, rô phi anh em ạ. Ui dồi, rô phi to phết.
Chà, rô phi to phết anh em ơi. Ngon, hàng ngon. Vào đây, đừng có dãy. Đấy. Con này quá nhìn thấy nháy phát trên luôn, con này chắc là 3-4 lạng. Con này phải 3 lạng anh em. Rực rỡ rồi. Lại có thêm em về với chảo mỡ của anh. Về với chảo mỡ của anh. Ba nhóc. Bây giờ vừa kiếm một cái cây để chống cần anh em. Chỗ này nó cao quá, không có chỗ chống cần. Cần cứ tụt xuống nước. Này, đợt cứng thế. Này chơi nhỉ. Rồi, ok. Mấy cái giống rô phi này chỉ cần tăm tăm cái là nó vào lưỡi là chết ngay. Không cần phải chúng nó ăn mồi kéo đi à, cứ nín vào là chết. Đấy, có cái chạc để ok hẳn anh em ạ. Đây rồi. Ui giời ơi. Ui, trôi nữa anh em ạ. Ui giời. Đây rồi. Ui giời ơi. Ui, trôi nữa anh em ạ. Ui giời. Đấy xinh quá, sao khẩu mày lên luôn. Ui. Xinh. Ui con này nó dậy. Là anh em này. Phê chưa? Trôi nhỏ. Ui tuyệt vời. À đây. Đẹp luôn. Ui giời. Lại tụt. Úi giời. Wow. Chạy đâu. Sướng quá anh em ạ. Nịch phạt toàn trôi. Bao thấy nó đóng từ trên đầu đóng xuống. Tuyệt vời. Nó đóng từ trên đầu đóng xuống anh em ạ. Đã đời. Nhạc phạt bắn lên mặt nước luôn. Rồi. Ui, hàng đấy nha mọi người. Ui, hàng to. Chú to nha mọi người. Ui ôi. Hàng to rồi, hàng rồi nha mọi người. Ui ôi. Đây rồi. Ui, hàng đấy nha mọi người. Ui ôi. Hàng to. Chú to nha mọi người. Ui ôi. Hàng to rồi, hàng rồi nha mọi người. Ui ôi. Mày chạy đâu em ơi? À nhà con này bự. Ui ôi, đóng này. Mày đóng vào lưỡi lục của tao đi. Mất chạy. Con này to anh em ạ. Này, ui dồi ôi. Chùi này nó khỏe lắm các bác ơi. Ui chùi. Con này khỏe lắm. Ui hô phê chưa anh em ơi. Lên đây. Ui chùi. Lên đây. Mày chạy đâu em ơi, con này to. Khỏe chưa? Mày chạy đâu em ơi. Chùi nó hay đi theo đàn các bác ạ.
mướt mướt chạy chuối đi theo đàn. Ấy làm sao à? Về chơi anh em ơi. Ai. Con này ấy vật vật quá ơi. Ôi nó còn mỗi lưỡi anh em ạ. Kéo mất kéo mất kéo mất còn mỗi lưỡi. Vào đây vào đây. Vào đây em ơi. Đã quá. Giờ mới sử dụng đến cái vật. Ok. Ok ok. Wow, phê quá anh em, còn chuối to chưa? Chuối, ôi, mấy con kia nó còn bé, con này to đúng rồi, chuối nó hay đi theo đàn anh em ạ. Phê chưa các bác ơi. À. Trong các loại cá thì cá trôi là một trong các loại cầu sướng nhất các bác ạ. Để bỏ cái lưỡi vất vất đâu nhỉ. Con này cứ nằng nhằng gỡ cá, tí này dẫm vào lưỡi chết giỏ đấy. Này anh em ạ, trong tất cả các loại cá thì cá trôi câu là sướng nhất, nó vít phê nhất. Phê chưa anh em, chuối đỏ nhá. Này cuốn ổ rồi. Cuốn ổ rồi anh em ơi. Đã quá. Vào chuồng. Nói đã thật anh em ạ. Ua trời lắng quá. Trời nóng lắng đóng đóng hàng phê quá. Chuồi này nó đi ăn nó hay theo đàn lắm các bạn ạ. Chuối đi ăn nó toàn đi ăn theo đàn thôi. Ui mắc ổ phao rồi. Nhìn nó liệng phê thật đấy. Ui, thôi giờ phải thu đồ về anh em ạ, tầm này nó 10 giờ hơn thì cá nó không cắn nó luôn đấy. Để các bác nhìn này, giờ đang là điểm đến này anh em xem. Đấy, 10 giờ 13 này cá không cắn nữa. Nó nóng quá mà, nước không nóng người còn đang nóng chết khiếp này. Em vừa uống hết đồ chai nó khoáng, giờ vớt nước khát thì đi về uống tiếp anh em cũng ngồi có được gần 3 tiếng uống hết hai chai nước khoáng mà khát quá, nắng kinh khủng luôn. Cá còn người mà không muốn ăn như nói hình cá, người mùa này chỉ có một lúc nước thôi. Hồi này lấy thành quả anh em ơi, trời nắng quá nhưng mà được hàng nó vẫn cứ là phê pha. Trời ơi. Một mớ anh em ạ. À. À, anh em nhìn này, em đổ cho các bác xem. Các bác đợi em xuống em múc ít nước nhá. Các bác đợi em xuống múc ít nước cho vào cá nó chết. Câu cá phải mang được. Cá sống về nhà nó mới là ác liệt. Ok. Bây giờ phải đổ thêm ít nước cho cái đệm xe nó mát anh em ạ. Nó ngầm nó từ lấy nhờ nó bỏng hết rồi đấy. Mát đây. Ui bỏng. Đây là thành quả của em ngày hôm nay. À, đổ cho anh em xem nhé. Phê lắm các bác ạ. Chuối này nó cuốn ổ. À, anh em này, rô phi này. Úi dồi, vào luôn. Chuối một chú này. Con này to nhất anh em ạ. Hai chú. Ba chú. À, tuyệt vời nhất là được con vượt. Wow. Con vượt ngon chứ anh em ơi. Con này bé bé nhưng mà hai thằng mà cho bao ngồi nướng mà uống bia thì uống mùa hè này thì quên chết đi. Ít trời nắng quá chứ còn được con này mà trời mưa này khả năng cá còn cắn mạnh nữa mà nắng quá. Này ra thu đồ về sợi anh em ạ.